vị và các bạn trong chương trình Ngon và Lành. Ngày hôm nay thì tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn một món ăn nữa, có thể là giảm mỡ. Và có lẽ đây có thể nói là xu hướng và cũng như là quan tâm của rất nhiều các chị em phụ nữ. Và tôi nghĩ rằng không chỉ các chị em phụ nữ đâu mà kể cả đấng mày râu luôn, đúng không ạ? Và ngày hôm nay người sẽ giới thiệu với tôi và đồng hành đó là bạn Vũ Hoàng Hiệp. Bạn là chủ của chuỗi Eat Healthy. Nó là những cái món ăn sạch, có thể là ăn kiêng. Ngày hôm nay thì Hiệp sẽ mang đến cho khán giả Ngon và Lành món ăn gì để có thể giảm mỡ nhỉ? Xin chào mọi người, thì mình là Hiệp. Thì hôm nay Hiệp sẽ giới thiệu cho mọi người món salad cá ngừ kèm với cả sốt sữa chua. Đó. Tức là cái nguyên liệu chính của chúng ta là cá ngừ, đúng không ạ? Và các rau để cho mình giảm mỡ. Thế ngoài ra thì có lẽ là những cái thực phẩm mà để giảm mỡ thì không chỉ có cá ngừ đúng không ạ? Ngoài thực phẩm là cá ngừ thì chị em có thể sử dụng các món như là cá hồi, tôm, mực, thịt gà, thịt bò. Nó cũng là một số thực phẩm của món tác dụng hỗ trợ rất nhiều trong việc giảm mỡ. Thật ra là rất là nhiều thực phẩm đúng không ạ? Chỉ là cách chế biến và mình sử dụng sao cho hợp lý thì nó sẽ giảm mỡ nhanh hơn, đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì bạn có thể giới thiệu những nguyên liệu để chúng ta chế biến cái công thức giảm mỡ này. Thực phẩm chính là cá ngừ thì mình sẽ có các rau củ quả đi kèm. Xà lách tím, cà rốt, rau mầm, xà lách xanh, củ đỏ, cà chua bi, khoai lang và bí. Ngoài ra thì ở đây tôi thấy rất là nhiều nguyên liệu khác nữa, thì bạn giới thiệu thêm. Đây thì trắng trắng là gì ạ? Đây là sữa chua, thì sữa chua thì mình sẽ làm sốt sữa chua để ăn kèm với salad cá ngừ. Ngoài ra có muối, tỏi, hạt nêm, hạt tiêu, dầu ô liu, dầu giống và mật ong. Để mà nói là giảm mỡ thì tôi nghĩ là không chỉ khẩu phần ăn đâu, mà mình ngoài ra mình còn phải có tập thể dục này và cũng như là kiêng khem nữa, đúng không? Đúng. Thì để mà giảm mỡ hiệu quả ấy, thì trước tiên mình nên tính toán để làm sao để có thể kiểm soát được lượng calorie nạp vào người nhất định. Và cái lượng calo này nó dựa vào là carb, nó trong bột như cơm, protein nó bao gồm có trứng, thịt, cá và hải sản, và fat nó cũng nằm trong kiểu dầu ô liu này, nó những bơ thực vật này, như kiểu bơ rồi đậu nành rồi lạc đó. Và chắc chắn là phải hạn chế chất ngọt này, chất béo cũng như là tinh bột rồi. Vâng. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào chế biến món ăn giảm mỡ mà rất được các chị em quan tâm. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu sơ chế món cá ngừ trước. Thì Hiệp sẽ có những miếng cá ngừ sẵn, đây là mình sẽ thái chì ra. Cá ngừ này rất là nhiều protein đúng không ạ? Rất là chắc thịt. Ở đây thì mình sẽ sử dụng các kiểu con chì vừa ăn. Sau khi cắt cá xong thì mình sẽ đến công đoạn ướp cá nhé. Và công đoạn ướp cá thì mình sẽ bao gồm, tức là mình sẽ cho một chút bột nêm vào cho nó cá đậm đà hơn. Đó, một chút hạt tiêu. Đây, một chút muối, xong mình trộn đều. Khẩu phần ăn cho mình cho một bữa thì mình sẽ sử dụng bao nhiêu? Khẩu phần ăn cho một bữa của một người ấy, thường thì Hiệp sẽ dựa vào cái tổng calo của một ngày của một người đó và tính ra trung bình. Thì thường trung bình với những người mà ví dụ như cao 1m60 và nặng 54 cân thì sẽ là khoảng tầm 80-120 gram cá. Với cái cá như vậy. Vậy thì chúng ta sẽ tạm gác cá ngừ về sang để cho nó ngấm gia vị nhé. Thì mình sẽ chuyển sang công đoạn nào nhỉ? Bây giờ mình sẽ đến công đoạn là luộc khoai. Trong cái việc ăn kiêng và chứ không sử dụng khoai tây nhiều thì có lẽ là cái chất dinh dưỡng của hai khoai khác nhau chứ? Thì khối lượng calo của khoai lang thường sẽ ít hơn với khoai tây. Và bây giờ mình sẽ hấp khoai lang nhé. Mình sẽ làm nó chín luôn hả bạn? Mình sẽ làm cho khoai lang chín luôn. Trong khi chờ khoai lang chín thì mình sẽ đi sơ chế salad. Salad tím mình sẽ cắt ra. Ở đây củ cải đỏ chắc là phải gọt đúng không ạ? Mình sẽ thái ra. Mình sẽ thái nhỏ hay là thái đôi ạ? Mình có thể thái nhỏ đôi tùy vào khẩu phần ăn mỗi người. Giờ mình sẽ chuyển sang cắt củ cải đỏ. Củ cải đỏ mình sẽ rửa cho thật sạch. Sau đó mình cắt nhỏ ra. Lát ra. Trong cái vỏ của con củ cải đỏ rất là nhiều dinh dưỡng. Bây giờ mình sẽ cắt cà chua bia nhé.
đến thì là mình sẽ rau, cắt phải salad ra. Salad xanh. Thực ra thì ăn bột rất tốt cho sức khỏe, nhất là bộ não của mình nó sẽ làm cho mình tăng trí nhớ và cho mình hoạt động tốt hơn. Và thực ra thì không có đồ ăn nào béo cả, miễn là sao là mình có thể kiểm soát được cái calorie nạp vào một ngày của mình một cách đúng đắn nhất. Có nghĩa là mình vẫn ăn được chất bột này, ăn được chất ngọt và chất béo, nhưng tuy nhiên là chỉ có một cái liều lượng nhất định thôi, đúng không ạ? Vâng, cái kiểm soát là cái phần nó phổ nhé. Có lẽ có thấy như là khoai lang của chúng ta hấp đã được rồi đấy ạ. Thì bây giờ mình sẽ tắt bếp nhé, và mình sẽ lấy khoai lang. Và mình sẽ để nguội và ngọt vỏ. Mình có nghiền được không ạ? Hay là mình nghiền nguyên ạ? Hôm nay mình sẽ là cắt khoai trong miếng. Và mình sẽ ăn kèm kết quả xóa luôn. Sau khi gọt quay xong thì mình sẽ cắt lát nhé. Và mình sẽ cắt nó không dày mà không mỏng quá. Vì nếu cắt mỏng quá thì khoai sẽ nát. Một phần của mình tầm khoảng 80-150g cá và một củ khoai ạ. Khoai của mình sẽ ước lượng theo cái nặng mỗi người, nhưng mà theo cái chiều cao mình vừa nói thì khoai sẽ khoảng tầm 250g. Bây giờ mình sẽ áp chảo cá. Thì trước tiên mình sẽ cho dầu ô liu vào. Sau đó thì mình chờ một chút, mình sẽ phi tỏi cho thơm hơn. Mình đảo tỏi lên. Khi mà cảm thấy tỏi thơm rồi đấy, bây giờ mình sẽ cho cá vào. Mình sẽ để khoảng tầm miếng tơ lộ trong khoảng 1 phút đầu tiên. Và sau đó mình sẽ tập nhỏ lửa. Cá ngừ này rất nhiều protein. Tức là với cái cá ngừ này thì mình sẽ áp chảo cho nó chín hẳn, đúng không ạ? Mình sẽ không để nó tái. Mình sẽ để chín khoảng tầm 90%. Tại vì mình sẽ để đồ ăn ở dạng nguyên thủy và nó sẽ không mất dinh dưỡng. Nhưng mà vẫn đem lại độ ngon cho khách hàng. Và nó không bị quá dai, không bị quá cứng. Bây giờ chín cá rồi ấy, thì tắt bếp và mình sẽ quay sang chế biến nước sốt sữa chua. Nước sốt này là để mình cho vào salad đúng không ạ? Mình sẽ dưới lên salad. Và nước sốt sữa chua sẽ bao gồm có sữa chua này, có mật ong này, và có dầu ô liu này, có muối và có hạt tiêu. Và thêm một chút nước chanh nữa. Nó sẽ đem lại cái hương vị đậm đà rất nhiều cho nước sốt sữa chua. Và mình sẽ sử dụng nửa hộp sữa chua nhé. Cái sữa chua này mình sử dụng là có đường hay không đường? À, mình sẽ dùng sữa chua không đường. Và mình sẽ kết hợp với cả khoảng tầm một thìa dầu ô liu này. Thêm một chút hạt tiêu à. Một chút muối. Và một chút ong. Sau rồi mình sẽ trộn đều lên. Đó, và sau khi mình trộn xong thì mình sẽ thái chanh này, có nước chanh vào. Nước sốt này sẽ rất béo, thực ra nó không hề béo, nó rất calo. Tại vì mình toàn dùng bằng dầu ô liu và sữa chua mà. Nó là một trong những cái nước sốt mà được mọi người rất yêu thích. Đó. Bây giờ mình sẽ cắt chanh. Cái độ chua mình sử dụng chắc là sẽ tùy theo khẩu vị của mọi người thôi. Nếu mà ai thích ăn chua nhiều thì mình sẽ sử dụng chua. Thì mình cho chua nhiều quả cho một phần pha chế nước sốt. Nếu mà ai mà có thể thích cái mùi thơm của giấm táo thì mình có thể thay thế giấm táo cũng được. Vâng. Đây là cái thành phẩm mà bạn đã thái các nguyên liệu của chúng ta, gồm có cà chua này, củ cải đỏ, salad xanh và salad tím cũng như cà rốt. Thì bắt đầu mình sẽ trộn nước sốt vào đây nhỉ? Mình sẽ sắp xếp salad vào đĩa nhé. Bây giờ hình như là các bạn cuối cùng rồi. Phần ăn gọi là tạm thời của chúng ta rất là nhiều rau. Ta hấp cá từ chảo ra. Thì
vì là cái khẩu phần ăn là ăn kiêng và giảm mỡ đó, mà là cái vị của nó mang đến cho chúng ta cái sự thanh này, rất là nhiều rau củ quả. Rồi tiếp đến mình sẽ rắc mốt rau củ quả lên để những củ cải đỏ xung quanh. Thêm một chút cà chua bi nữa. Mình sẽ rửa nhất sốt salad lên. Khoai lang và tinh bột này, với chất dinh dưỡng từ cá, cũng là củ quả nữa. Vậy khi thưởng thức thì chúng ta sẽ trộn đều các phần à? Có thể mình có thể trộn đều, có thể mình có thể dưới nước sốt lên là mình ăn phần phần một. Nó ra cái khổ thì mình như cầu cũng được. Vậy khi thưởng thức món ăn này mình sẽ mang lại cho người thưởng thức cảm thấy thế nào? Đầu tiên mình ăn phần cá thì khi mình ăn cũng rất là thơm và rất là chắc thịt và sẽ có cái thanh của rau củ quả và vị hơi ngon của nước sốt chua khi mình dưới lên. Ngoài ra khi mình ăn kèm với khoai lang thì rất là mùi. Cái vị nước sốt của chúng ta thì có vị chua chua nữa, là tí là rất là dễ ăn đúng không ạ? Trong khẩu phần ăn giảm mỡ thì mình sẽ ưu tiên cái khối lượng protein ăn nó sẽ cao một chút, còn khối lượng khác là lượng carb, lượng fat mình sẽ giảm xuống một chút để làm sao cho nó hài hòa và nó đạt được hiệu quả nhất. Ở đây thì nếu ví dụ như mình không ăn khoai lang mà mình đổi thành dạng fat và dạng lướt thì cũng được không? Mình có thể còn mình sẽ đổi thành yến mạch, mình sẽ đổi thành ngô. Dạo rẻ không được. Thực ra thì dạo rẻ cũng được, nhưng mà cái lượng calo nó sẽ hơi nhiều một chút. Và vâng, chắc chắn là cũng không thể quên được là chúng ta phải tập thể dục này và các chế độ sinh hoạt phải điều độ nữa. Và hy vọng là ngày hôm nay bạn Hiệp đã hướng dẫn cho quý vị và các bạn, nhất là các chị em phụ nữ thì có thể thêm vào thực đơn nhà mình những món ăn và để cả gia đình chúng ta vừa thưởng thức này và vừa giảm cân nữa để không có thêm tiền bạc nữa. Xin chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại.